Xin chào em. Xin chào tất cả anh chị em nhé. Ôi, có 7 người rồi đã vào rồi nhanh ấy. Hôm nay em livestream để nhắc các anh chị em đã được nhận vé 1-100 rồi ấy. Mua gói gì đi không là bị hủy mất đi đấy nha. Còn 124 người, 100. Thế trước tụi em xin là rất nhiều phiếu nha anh nhá. Khoa là 124 phiếu là chưa đầu tư rồi. Chưa kể là những người đầu tư. Anh đi lấy đồ đi. Các anh chị có biết là hôm trước em Thơ đã xin được tận mấy trăm phiếu 1-100 cho các nhà đầu tư của mình. Thế bây giờ rất nhiều anh chị muốn đầu tư nhưng lại không có phiếu. Anh chị nào mà đã được Thơ tặng phiếu rồi thì mua gói giúp Thơ nhé. Để lãnh đạo bên trên khỏi phải nhắc nhé. Không có thì ngại lắm, lần sau người ta không cho mình đâu. Được ạ, anh chị em nào đã được Thơ tặng phiếu mà chưa mua thì mua giúp Thơ dù là bao nhiêu ạ, 250 đô cũng được, đúng không ạ? Và các anh chị hãy chia sẻ livestream này giúp cho Thơ để cho các anh chị ấy theo dõi và các anh chị biết rằng là hãy kích hoạt gói đi. Không có sở cai top là nhắc Thơ rồi. Nếu như mà một lần mà chúng ta mất tín là lần sau là chúng ta không thể là xin được đâu. Cho em cái gì nóng cũng được. Chờ đào cam sả. Giống nhau mà. Hả? Anh chị nào đang ở Hà Nội thì có thể đến Royal City ở gần nhà Thơ để chúng ta có thể cà phê với nhau nhé. Và chúng ta hãy comment số bao nhiêu, số gọi là số 68 đi, số lục phát đi. Để chúng ta cảm ơn chính mình vì nhờ cái gì ở cái may mắn này mà chúng ta đã được mở gói ghi danh và chúng ta được ghi danh, đúng không? Là những anh chị nào, kể cả anh chị ghi danh rồi, bây giờ các anh chị có thể là có cơ hội để mua tiếp 1/90, đúng không ạ? Cũng còn hơn là mua là 1/25, đúng không ạ? Và chúc mừng cho những anh chị nào chưa kịp ghi danh thì bây giờ đã được ghi danh, đúng không? Và thời hạn chỉ có 11 ngày thôi. 11 ngày anh nhỉ? Có 11 ngày thôi nên là các anh chúng ta hãy tranh thủ đi ạ. Và chúng ta hãy đăng tin thường xuyên ở trên mạng xã hội của chúng ta, trên internet, trên Facebook, trên TikTok để chúng ta có thể giúp cho nhà đầu tư chúng ta kịp thời chuẩn bị tiền trong vòng 10 ngày. 10 ngày thì có những người có thể chuẩn bị được, có những người thì chưa. À anh ơi, không biết cái gói ghi danh này là 10 tháng hay là 5 tháng đấy. Đó, 10 tháng này rất nhẹ nhàng cho các anh chị. Và chúng ta hãy tranh thủ mua thật nhiều lên. Và đây là cái cơ hội mà đầu năm chúng ta có cơ hội chúng ta đầu tư lại cái gói ghi danh thì chúng ta báo hiếu bố mẹ chúng ta, đúng không ạ? Và Thơ rất là mong muốn là được nhìn thấy tên của anh chị, tên của bố mẹ của anh chị trên bảo tàng lịch sử của Belarus hoặc UAE, đúng không ạ? Và sau này chúng ta đi trên phương tiện của chúng ta phải nhìn thấy hình ảnh của mình. Bây giờ các anh chị chưa cảm thấy là tự hào đâu. Sau này các anh chị mới cảm thấy tự hào khi mà công ty của chúng ta khép lại 15 giai đoạn huy động vốn và nó sẽ không còn cơ hội để chúng ta sở hữu phần gốc của tập đoàn nữa, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta vẫn đang rất chỉ là dửng dưng, chúng ta cảm thấy nó quá bình thường, ghi danh cũng được, không ghi danh cũng được, chả sao, đúng không? Nhưng đến sau này thì chúng ta mới biết rằng là sau này chúng ta sẽ rất chỉ là tiếc, bởi vì chúng ta phải biết rằng là mấy chục năm trước thì Việt Nam của chúng ta hòa bình, đúng không ạ? Nhưng mà có rất nhiều người bây giờ là ví dụ như những anh hùng mà gọi là những anh hùng lực lượng vũ trang làm gì còn được mấy người, đúng không? Nên là Thơ rất chỉ là mong muốn anh chị em chúng ta là những người đang đi đầu trong việc là gì ạ? Đổi mới, đúng không? Gọi là giúp cho xã hội đổi mới, phát triển về công nghệ, về nền tảng, về những cái gọi là cái gì? Người ta gọi là giống như ở quê mình gọi là nông thôn mới đấy. Nông thôn đổi mới thì chúng ta là trong thời kỳ công nghệ internet, chúng ta là những người đi đầu, những người tiên phong trong việc là phát triển xã hội, thay đổi một cái gọi là nền công nghiệp, đúng không ạ? Về giao thông vận tải. Và những anh chị đi trước thì người ta đã đầu tư trước, người ta đã ghi danh trước, người ta đã ghi danh để cho rất nhiều anh em
họ hàng của họ. Thì đến bây giờ chúng ta là những người đi sau, những người nào mà mới vào đầu tư chỉ cần khoảng 4-5 tháng trở lại đây mà chưa kịp đầu tư vào gói ghi danh, chúng ta hãy tranh thủ đi, được không ạ? Vâng, em chào tất cả các anh chị em nhé. Chào chị Sen, chúc chị Sen là sớm ghi danh cho bố mẹ của mình, đúng không ạ? Hoặc là con của chúng ta đúng 18 tuổi rồi thì chúng ta cũng có thể ghi danh, đúng không? Còn nếu như mà con của chúng ta chưa đúng 18 tuổi thì chúng ta chỉ cần mua trả thắng cũng được, đúng không ạ? Gói ghi danh thời gian còn nhiều không chị? Chỉ có 11 ngày thôi chị em nhé, mở lại chỉ có 11 ngày thôi, còn không biết là sau này có gia hạn hay không. Nhưng có thể đây là lần cuối cùng mở lại ghi danh đấy anh chị ạ. Tại vì chương trình huy động vốn của chúng ta về cổ phần doanh nghiệp sắp kết thúc rồi, đúng không? Để chúng ta chuẩn bị sang các dự án mục tiêu, và chúng ta phải làm như thế nào để giúp cho các nhà đầu tư của chúng ta, họ đã đầu tư 5, 6 năm, 7, 8 năm, họ có cơ hội làm gì ạ? Nhận được những cái quyền lợi của họ, đúng không? Và chúng ta là những con người mà ví dụ như thế là có những người móc hết ruột gan bao nhiêu tài sản của mình đã bỏ ra để đầu tư vào cho công ty, giúp cho công ty của chúng ta là xây dựng, phát triển và khởi nghiệp, đúng không? Vậy thì bây giờ anh chị em chúng ta là những người đầu tư lâu rồi, chúng ta cũng mong muốn nhận được cái gọi là cái gì, cái quyền lợi của mình, để mình có thể làm mạnh dạn hơn để mình đầu tư. Có rất nhiều anh chị em phải, tôi phải chờ xem khi nào có cổ tức, khi nào có lợi nhuận thì tôi mới xuống tiền tiếp. Thế thì nếu như mà chúng ta non gan như thế thì chúng ta sẽ được rất ít. Tại vì khi mà chúng ta muốn đầu tư thì chúng ta lại không còn cơ hội để đầu tư nữa, đúng không ạ? Vì thế nên là thơ rất chỉ là mong muốn các anh chị hãy mạnh dạn lên. Thơ thì không thể khẳng định với các anh chị là công ty của chúng ta sẽ thành công 100%. Tại vì cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, ngày mai chúng ta không biết ở đâu, đúng không ạ? Nhưng mà 99% là công ty của chúng ta chắc chắn là thành công, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị biết rằng để cho nắm bắt một cái cơ hội kinh doanh nào đó chỉ cần 50-50 thôi là chúng ta đã ra quyết định rồi. Vậy thì các anh chị biết rằng là doanh nghiệp của chúng ta đang phát triển rất chỉ là mạnh mẽ ở trên toàn cầu. Nếu như ai đó chưa biết, hãy hỏi ChatGPT, đúng không ạ? Để họ sẽ trả lời chúng ta biết là doanh nghiệp của chúng ta đến từ đâu, doanh nghiệp chúng ta được ai đứng đầu dẫn dắt, đúng không? Doanh nghiệp chúng ta đang xây dựng như thế nào, phát triển làm sao trên toàn thế giới. Đó, và có rất nhiều anh chị em đôi khi là mình cảm thấy là mình hỏi người khác mình ngại, thì bây giờ có ChatGPT rồi sẽ giúp cho các anh chị biết được là doanh nghiệp của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ như thế nào, đúng không ạ? Và khi mà có rất nhiều người hỏi thơ là rằng là tại sao chị làm lâu thế rồi, chị thành công như thế rồi, chị có nhiều cổ phần như thế rồi, chị có nhiều thu nhập như thế rồi mà chị vẫn rất tâm huyết với UST. Tại vì với thơ, những anh chị em nào đang còn cống hiến, những anh chị em nào mà đang còn cổ phần chưa nhiều bằng thơ, thu nhập chưa nhiều bằng thơ, hệ thống chưa phát triển bằng thơ, thì với thơ vẫn còn trách nhiệm giúp đỡ cho anh chị em, giúp cho anh chị em để anh chị em có thể là có cơ hội sở hữu thêm cổ phần doanh nghiệp. Và tại sao mà thơ làm lâu như thế rồi, thơ vẫn ra sức hỗ trợ các anh chị em về đào tạo hay là về live stream, vẫn hướng dẫn mọi người để các anh chị em là sao có thêm kỹ năng, có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm để có thể giúp cho bản thân phát triển hơn và giúp cho đồng đội của mình phát triển hơn. Với thơ thì công ty này là công ty chung, thơ mong muốn những anh chị em đi sau cũng có cơ hội phát triển giống như thơ đi trước, đúng không ạ? Và thơ không muốn nghe một cái tiếng gọi là mà không có trách nhiệm với đồng đội. Những người đi đầu kiếm được tiền rồi bỏ mặc những người đi sau, đúng không ạ? Và với tất cả anh chị em chúng ta 40+ con người đang theo dõi livestream này, chắc chắn anh chị em là những người rất chỉ là khao khát thay đổi cuộc sống, đúng không? Rất chỉ là mong muốn mình có chỗ đứng trong công ty hay là chỗ đứng ngoài xã hội. Thì để làm được điều này, một mình thơ không thể làm được, và phải có nhờ tất cả các anh chị em, đúng không? Nhờ các anh chị em thì những người tin tưởng, những người đang đồng hành cùng thơ, những người đang giúp đỡ thơ, những người đang gọi là thúc đẩy thơ, luôn luôn khuyến khích động viên thơ để thơ phát triển hơn một ngày. Thơ rất chỉ là mong muốn là nhìn thấy nhiều anh chị em ở trong đây lên topic tốt, để chúng ta đang gì ạ, làm lãnh đạo hay là làm một chuyên gia trong thị trường quốc tế. Và có rất nhiều anh chị em vẫn chưa đón nhận UST của chúng ta, vẫn đang còn chê bai công việc của chúng ta. Không sao hết, sau này họ trả tiền cho chúng ta là được, đúng không? Sau này tài sản của thế giới, dòng tiền của thế giới đi về Việt Nam là chúng ta đang giúp cho đất nước của chúng ta phát triển. Và chúng ta cũng là những anh hùng trong việc là khai phá, tiên phong trong việc là xây dựng nền kinh tế của đất nước, đúng không ạ? Và tuổi trẻ của chúng ta chẳng có gì ngoài thời gian và ngoài thời gian và sức khỏe. Vì thế nên thơ rất chỉ là mong muốn tất cả anh chị em chúng ta hãy cống hiến
cống hiến hết mình. Tại vì có thể ngày hôm nay bạn nói người ta chưa nghe, không sao hết, lại phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày để hôm sau nói chuyện hay hơn, đúng không ạ? Rất nhiều người khen em Thơ xinh đẹp, nhưng mà thực ra em Thơ dùng app đấy chị ạ. Và với Thơ năm nay, Thơ cũng rất là mong muốn là mình có sức khỏe tốt hơn để mình có thể đào tạo được nhiều hơn, có thể giúp được cho nhiều anh em hơn sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Và mục tiêu của hai vợ chồng Thơ trong năm nay sẽ sở hữu thêm 100 triệu cổ phần doanh nghiệp nữa. Và các anh chị biết rằng nếu như Thơ chỉ nghĩ đến mình bản thân Thơ thôi thì Thơ không cần phải làm việc nữa, cũng không cần phải đào tạo nữa, cũng không cần phải mời chào bất kỳ ai nữa, cũng không cần phải sở hữu thêm cổ phần doanh nghiệp. Nhưng đây là một cái cơ hội mà người ta gọi là cơ hội xảy ra duy nhất một lần trong đời. Các anh chị có thấy không ạ? Những cái cơ hội trước chúng ta có biết không ạ? Có biết chúng ta chẳng có tiền mà mua, đúng không ạ? Rồi là có rất nhiều cơ hội nhưng mà họ chỉ giúp cho anh em, người thân, bạn bè của họ mua thôi. Chúng ta không có cơ hội để mua, đúng không ạ? Hôm nào bay Dubai đó em. Em không đi Dubai lần này anh chị nhá. Em đi tháng 4. Tháng 4 chúng em sẽ tổ chức một cái tour riêng để đi sang bên Dubai, đúng không ạ? Và cũng có vài chục người đăng ký để đi cùng với em ở đoàn sau rồi. Anh chị nào mà đi Dubai đoàn sau thì có thể liên hệ cùng với em nhé. Còn đoàn này đông quá em không đi. Nếu đi đông quá mình cũng không thể gặp gỡ và nói chuyện chủ tịch được nhiều. Hai là đôi khi là đông quá cũng không thể quay phim được các anh chị. Thì em muốn đi đoàn sau để mình có thể giúp cái nhà đầu tư của mình tốt hơn. Đó. Và một cái nữa là ở trong đây em thấy rất nhiều anh chị em đã làm việc với công ty 3 năm, 4 năm rồi. Em Thơ rất là mong muốn các anh chị hãy cống hiến hết mình. Tại vì các anh chị biết rằng là ở ngoài kia có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng giúp cho họ thay đổi cuộc sống giống như UST của chúng ta bây giờ, đúng không ạ? Hoa Vương à, cho em xin một chân à. Ok, có gì thì nhắn tin cho chị nhé. Dubai thì em đã đi 2 lần rồi. Đấy, em đi vào một lần tháng 6 và một lần tháng 10. Lần này em sẽ đi vào một tháng 4. Chỉ sợ là lúc đấy nó đang nắng rồi các anh chị ạ. Anh chị nào mà huyết áp thấp thì không nên đi nhé. Vì đi huyết áp thấp là các anh chị bị tụt huyết áp đấy. Nắng lắm. Nếu mà chúng ta đi, chúng ta phải chuẩn bị cho mình một tinh thần, một sức khỏe tốt. Tại vì đến tháng 4 à, chị đăng ký đi tháng 4 à? Ok chị luôn. Tháng 4 thì chúng ta sẽ hoàn thiện thêm một cái tuyến đường của chúng ta nữa, đúng không? Thì chúng ta đi thì nó sẽ ok hơn, chúng ta được chiêm ngưỡng, chúng ta được nhìn thấy tiền của chúng ta đang làm việc như thế nào, đúng không ạ? Các anh chị ở đây có anh chị nào nghi ngờ về cái việc là mình đã đầu tư dòng tiền của mình có đúng nơi đúng chỗ không? Chúng ta có sợ rằng là chúng ta chia sẻ cho một người nào đó mà họ chưa tin tưởng chúng ta, sau đó chúng ta về nhà chúng ta nghi ngờ bản thân và chúng ta sợ hãi không? Chị Hường cũng đi à? Rất nhiều người đi tháng 4 thế, ok luôn. Tại vì đi tháng 4 thì chúng ta sẽ không đi vào cái tour nào hết, thì chúng ta đi thoải mái. Gọi là không phải là thoải mái mà lúc đấy mình có thể làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo thì gọi là như thế nào nhỉ? Mình cũng không cần phải gặp chủ tịch cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ tham quan công ty chúng ta theo cái hội triển lãm hay là những cái công trình của chúng ta được xem rộng rãi hơn. Tin vào công ty 100% à? Các anh chị có niềm tin với công ty như thế nào? Các anh chị comment cái lòng tin của các anh chị cho em xem với. Đúng rồi, anh Lương nói đúng rồi. À, chào em gái Thọ Xuân Thanh Hóa. Ở đây có bao nhiêu anh chị là Thanh Hóa thì comment chỗ 36 em với. À, có em Thơ đầu tư vào USD là 2018. Nhưng đến bây giờ chưa một giây phút nào nghi ngờ công ty. Cũng chưa một giây phút nào là nghi ngờ chủ tịch. Tại vì khi mà em Thơ làm việc với UST, em Thơ đã làm về dinh dưỡng rồi, em Thơ đã học về bảo hiểm rồi, em Thơ đã làm về crypto rồi. Thì em Thơ chỉ đặt một cái câu hỏi là ông chủ tịch này là ai? Sản phẩm của ông ấy có mang lại giá trị gì cho cộng đồng hay không? Những người đầu tư theo mình, họ có quyền lợi như thế nào? Em Thơ không bao giờ nghĩ cái quyền lợi cho bản thân mình mà chị nghĩ đến là quyền lợi phải cả ba bên, đúng không ạ? Đầu tư cho doanh nghiệp cũng phải thắng thì doanh nghiệp mới phát triển. Đầu tư cho nhà đầu tư thắng thì nhà đầu tư mới tin tưởng và đi theo chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng phải thắng thì chúng ta mới vui vẻ, chúng ta mới hòa đồng, chúng ta mới tự hào, chúng ta mới có trách nhiệm với những người mà tin tưởng chúng ta. Còn nếu như chúng ta chỉ tin
vào làm sao để chúng ta đầu tư vào đây là một cái cơ hội mà có thể kiếm được tiền thì thơ không tin, thơ không kiếm. Tại vì với thơ không tiền không phải là tất cả. Nhưng nếu như chúng ta nghĩ đến quyền lợi của người khác thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và những tỷ phú người ta nói một câu rằng là nếu như bạn muốn thực hiện được ước mơ của mình, hãy giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Đó là lý do tại sao mà thơ có niềm tin vào UST. Khi mà 2018 thơ sang bên tập đoàn và thơ nhìn thấy ở công ty thử nghiệm của chúng ta có những người bị khuyết tật, có những người, có những trẻ em đến đó, và thơ đã hỏi rằng là tại sao UST của mình lại chào đón trẻ em, lại có những người khuyết tật ở đây. Và ông nói rằng là công ty của chúng ta có nghĩ đến quyền lợi của những người gì kém may mắn, đúng không ạ? Và ông ấy nói rằng là sau này khi mà cổ tức của chúng ta lớn, sau này khi mà công ty của chúng ta lớn thì chúng ta sẽ trích ra 5% hay 10% để chi trả cho hoặc giúp đỡ cho những người không may mắn như chúng ta. Thế thì một con người mà nó gọi có tâm, có tầm, có tài, có tình, đúng không ạ? Và sau này dự án của ông ấy đi ra ngoài thị trường phát triển trên toàn cầu thì ai theo anh chị là có tiền không? Có tiền hay có rất nhiều tiền? Đó là lý do tại sao mà khi mà làm việc với UST, dù ai nói ngã nói nghiêng, dù ai chê bai, dù ai không ủng hộ, dù ai không tin tưởng, thơ chẳng quan trọng. Quan trọng là thơ tin dự án này, và chỉ cần có con đường thôi, chỉ cần chúng ta luôn luôn đi trên con đường đó vững chắc thôi thì chắc chắn con đường nó sẽ được gì ạ? Mở rộng thênh thang, đúng không ạ? Người ta gọi là đường không đi thì đường mọc đầy quả dại. Nếu như một cơ hội tốt mà không có nhiều đi, nhiều người đi thì làm sao mà nó phát triển được. Nhưng nếu như chúng ta tin tưởng, chúng ta cùng bắt tay, chúng ta cùng hợp tác, cùng đồng hành thì chắc chắn công ty của mình phát triển. Và đến bây giờ với thơ, cổ đông châu Phi chào thơ à? Ôi giời, anh Lê Thông, Thông Lê ở tận châu Phi cả. Chúc mừng anh, chúc mừng người Việt của chúng ta ở khắp mọi miền của đất nước, của tổ quốc, của thế giới vẫn đang nắm giữ được cơ hội này. Và biết đâu một ngày nào đó thơ sẽ được đón anh ở tại Việt Nam thì sao, đúng không? Tại vì tất cả những anh chị em chúng ta đi xa quê hương chúng chỉ đều vì tiền thôi mà. Đi sang đó là lập nghiệp để kiếm tiền thôi mà. Nhưng nhờ có cái cơ hội này chúng ta lại tìm về quê hương, đúng không? Về quê hương chúng ta báo hiếu quê hương, báo hiếu bố mẹ chúng ta, giúp đỡ cho anh em họ hàng của chúng ta có một cái cơ hội thay đổi cuộc sống, đúng không ạ? Và những cái công việc ở ngoài kia chỉ giúp chúng ta có tiền được thôi, chưa chắc chúng ta đã có hạnh phúc, chưa chắc chúng ta đã thể có giá trị, hoặc chúng ta chỉ có giá trị rất ít với một nhóm người, nhóm công ty nào đó thôi. Còn ở UST thì chúng ta đang có giá trị trên toàn cầu bằng cách gì? Giúp cho thế giới này phát triển hơn, giúp cho nhân loại này bình an hơn, đúng không? Giúp cho cộng đồng của chúng ta giàu đẹp hơn, giúp cho xã hội chúng ta văn minh hơn, đúng không? Chúng ta có giao thông thông minh rồi, chúng ta sẽ có những con người thông minh, cộng đồng thông minh, đúng không ạ? Và sau này chúng ta có những bữa ăn thông minh. Như thơ đã từng sử dụng sản phẩm của Herbalife, đó là bữa ăn thông minh, bữa ăn sạch, giúp chúng ta cân bằng sức khỏe, đúng không ạ? Thế thì chúng ta là những người thông minh rồi, chúng ta có tiền rồi, thì chúng ta phải biết lựa chọn những cái thức ăn ngon, lựa chọn những môi trường tốt để chúng ta sinh sống và làm việc, đúng không ạ? Và giống như đội, các cái đội top của chị em thơ, như bạn Triều Tâm lúc nào nói là tôi sẽ mua đất và tôi tạo ra một khu gọi là gì, cái làng của Sấy Uây. Và nếu như một ngày nào đó anh em họ hàng của chúng ta xa nhau, xa cách nhau vì tiền, chúng ta có cơ hội này rồi, chúng ta sẽ xóa đi mọi khoảng cách, vì chỉ có tiền mới giúp được người khác thôi. Tôi rất yêu thương anh, tôi muốn rất muốn giúp được anh, nhưng chúng tôi không có tiền, chúng tôi chả làm gì được. Tại vì thế giới này 99% phải có tiền mới sống được, mới có tự do, mới có hạnh phúc các anh chị ạ. Và các anh chị có yêu thương đến mấy nhưng các anh chị không có tiền thì các anh chị cũng chẳng có quyền lên tiếng. Và mãi như thế thì chúng ta cảm thấy bị áp lực, đúng không? Chúng ta cảm thấy cuộc sống này bế tắc, chúng ta cảm thấy cuộc sống này làm sao mà gọi là bon chen thế. Nhưng nếu như chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Và giống như rất nhiều người hỏi thơ, thơ sao cái bạn kia không phải hệ thống của thơ mà thơ vẫn giúp đỡ nhiệt tình như thế? Với tôi là không quan trọng là các anh chị ở hệ thống nào, quan trọng là các anh chị đang đóng góp vào doanh nghiệp của thơ. Doanh nghiệp của thơ phát triển, doanh nghiệp của thơ vững mạnh, cổ tức của thơ nhiều, thì đó là lý do tại sao thơ cần phải giúp đỡ anh em. Thơ không quan trọng anh chị ở hệ thống nào, ở công ty nào, ở môi trường nào, ở thôn quê làng xóm nào, ở đất nước nào, miễn các anh chị chung ý tưởng với thơ giúp cho UST chúng ta phát triển trên toàn cầu thì đó là do thơ còn giúp đỡ các anh chị, thơ còn làm việc, đúng không ạ? Ví dụ như thơ có rất nhiều anh chị ở thị trường Mỹ, ở thị trường Đức, ở thị trường Đài Loan, ở thị trường Nhật Bản, ở thị trường Canada, ở thị trường Pakistan hay Ấn Độ,
đó, họ vẫn làm việc trong hệ thống của thơ. Thơ không biết nói tiếng Anh, thơ vẫn sẵn sàng dùng Google dịch chat với họ, sau đó thơ lại nhờ công ty hỗ trợ họ, thì có phải là tốt hơn không các anh chị? Và chúng ta hãy chịu khó sử dụng mạng xã hội, chúng ta tương tác với nhau, chúng ta live stream để cộng đồng này người ta ghi nhận những anh chị đóng góp giúp cho doanh nghiệp chúng ta phát triển, đưa thông tin chuẩn nguồn, giúp cho nhà đầu tư vững lòng tin hơn, giúp cho công ty chúng ta phát triển, vốn của công ty chúng ta nhiều hơn, thì là những người có công giúp công ty phát triển. Còn nếu như các anh chị cứ làm việc, cứ đầu tư chỉ một mình thôi, các anh chị không cống hiến, các anh chị làm đây một tí, ngày kia anh chị lại sang thì khác làm một tí, các anh chị không phát triển cộng đồng, không ghi nhận sự đóng góp của anh chị, thì các anh chị phát triển một thời gian các anh chị chán, đúng không ạ? Và tại sao mà bây giờ rất nhiều anh chị live stream, đúng không ạ? Thường lúc nào cũng nhắc các anh chị phải live stream. Phải live stream tại vì bây giờ Facebook là một trong những cái nền tảng gọi là 100% khách hàng của tôi đến từ Facebook anh chị nha. TikTok nữa, các anh chị live stream trên TikTok đi. TikTok thì bây giờ nó đang cho bán hàng nhiều. Đó. Thì bây giờ chúng ta không có bán hàng thì chúng ta chia sẻ với tư duy, đúng không ạ? Em ở China. Đấy là ông Linda ở China, chị cứ nghĩ em ở Việt Nam. Ok, ở đâu cũng được, miễn làm sao là chúng ta đã đóng góp cho công ty và sau này chúng ta mang dòng tiền về cho Việt Nam là được, đúng không ạ? Và khi chúng ta nhận cổ tức, chúng ta rút tiền thì qua Việt ngân hàng Vietcombank chẳng hạn, hay là các ngân hàng khác chẳng hạn, thì anh chị biết chúng ta có cái gì không? Chúng ta mang lại gọi là nguồn thu nhập cho ngân hàng, và ngân hàng đóng thuế thì chúng ta cũng là người đang giúp cho ngân hàng đó phát triển, đúng không ạ? Hoặc là sau này những cái công trình an sinh xã hội cần đến những cái nguồn vốn của chúng ta, thì chúng ta có tiền để chúng ta giúp cho cái nguồn an sinh xã hội phát triển tốt hơn. Và nếu như chúng ta phát triển, nếu như chúng ta giàu có, thì chúng ta sẽ giảm bớt áp lực cho chính phủ, đúng không anh chị? Và đó là lý do tại sao mà mặc dù là có thể nghỉ hưu, có thể nghỉ ngơi, nhưng mà thơ vẫn nỗ lực làm. Và thơ thấy là trong cái thời gian là 4 tháng trước đây, khi mà thơ lập gia đình, sau đó thì thơ ít xuất hiện chẳng hạn, thì tôi cảm thấy được cái đầu mình nó không hoạt động, nó gọi là nó chậm chạp phát triển, nó suy nghĩ nó cũng ì ạch đi, thì thơ cảm thấy là không thích như thế. Tại vì các anh chị biết rằng là tại sao những người nghỉ hưu người ta thường là dẫn đến bệnh tật mất sớm, vì người ta không có công việc gì làm, người ta không suy nghĩ, và người ta nói rồi, nếu như bạn vận động cơ bắp thì cơ bắp phát triển, nếu như bạn vận động não thì não phát triển. Vậy thì chúng ta còn đi làm, não chúng ta còn hoạt động, thì não của chúng ta còn tư duy, còn suy nghĩ, còn phát triển, đúng anh chị? Và thơ muốn là các anh chị hãy ngồi trên livestream này này. Khi ngồi trên livestream này, các anh chị nghĩ rằng là gì? Áp lực, không biết nói gì, đúng không? Không biết làm gì, đúng không? Nhưng mà các anh chị chỉ cần biết là thuộc UST, thuộc sở hữu trí tuệ đi, kiểu gì các anh chị nói được. Em chào chị Suka nhá. Đấy, chị Suka cũng là một người rất là mạnh mẽ, đúng không? Kiên cường, đúng không? Luôn luôn phản biện những cái tiêu cực của những cái cộng đồng ở ngoài kia, đúng không ạ? Có những video rất là hay này. Rồi là làm Zoom cũng rất hay này, hay là những cái chương trình mà chị chương trình sự kiện của team chiến lược chị dẫn dắt cũng rất là hay, đúng không anh chị? Thì chúng ta phải kết nối với những người tích cực như này, có tư duy này, luôn luôn cống hiến vì cộng đồng, vì doanh nghiệp này, để chúng ta học hỏi. Và nếu như chúng ta không live stream ấy, chúng ta gặp từng người thì bao giờ em thơ mới gặp được 56 người ở đây, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang live stream như này là chúng ta đang bán hàng cộng đồng, chúng ta đang trao những cái giá trị cho cộng đồng, chúng ta đang giúp cho cộng đồng của chúng ta tin tưởng hơn, đúng không ạ? Và khi mà em thơ làm việc với UST thì em thơ chẳng suy nghĩ gì, nên em thơ tăng tận 10 cân các anh chị ạ. Tại vì nếu như mà làm công việc khác ấy các anh chị ạ, các anh chị biết động nào phải mưu mô tính toán, phải suy nghĩ xem là mình có thiệt hay không. Nhưng mà đến với UST thì chúng ta, tại sao chúng ta không làm được việc? Vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Và người ta nói rồi, thế giới không trả tiền cho những gì bạn nghĩ, thế giới trả tiền cho những gì chúng ta làm. Vì đấy là chúng ta làm đi. Và Facebook cũng đâu trả tiền cho thơ đâu, đúng không? Facebook không trả tiền cho thơ, nhưng nhờ những buổi live stream như này, có những người tin tưởng thơ, họ đầu tư với thơ. Và khi họ đầu tư với thơ thì chúng ta có tiền không? Công ta thơ có tiền thì các anh chị biết như thế nào? Doanh nghiệp chúng ta lại có thêm vốn, đúng không? Học hỏi em thơ thật nhiều à? Hôm nào em phải gặp chị mới được. Lâu lắm rồi em cũng ít giao lưu với đội nhóm khác lắm. Mặc dù là văn phòng ở gần nhau, đúng không ạ? Em thấy là đội nhóm của mình là có rất nhiều người live stream năng lượng, nhưng mà không hiểu làm sao live stream một hồi xong bắt đầu là dừng. Các anh chị biết rằng là tất cả nó đến từ sự kiên trì, gieo hạt đúng cách, đúng không ạ?
Anh chị live stream 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 10 lần, các anh chị thấy chưa khách hàng, các anh chị nản. Nhưng không, phải đều đặn làm tất cả những công việc gì, các anh chị phải kiên trì đều đặn, kiên trì, kiên nhẫn, kiên gan thì các anh chị mới có. Và như chị Thu đấy ạ, 6 tháng có cái câu chuyện bản thân còn chưa chia sẻ được, nhưng sau 1 năm chị trở thành một chuyên gia. Và bây giờ cứ live stream là có khách hàng, live stream là nhà đầu tư tái đầu tư. Và từ live stream có những người đầu tư 50.000 đô với chị ấy. Nhưng nếu như chị không live stream làm gì chị có những khách hàng như thế, đúng không anh chị? Đó nên là chúng ta cần phải gì kiên trì các anh chị ạ. Và với em Thơ cũng thế, năm 2019, 20, 21 em Thơ vẫn kiên trì live stream. 2022 em Thơ ít live stream vì em Thơ đào tạo 9 khóa học liên tục, đúng không ạ? Chỉ trong vòng có 7-8 tháng, từ tháng 3, cuối tháng 3 cho đến tháng 8, đúng không ạ? Là em Thơ lập gia đình rồi, thì em Thơ mới khi mà lập gia đình xong thì trong vòng 1 tháng em Thơ cũng đào tạo cho 2 ca K8 và K9, đúng không? Thì nếu như mà các anh chị biết rằng là nếu như chúng ta không học hỏi, chúng ta không cống hiến cho cộng đồng, làm sao hệ thống chúng ta phát triển được? Và nhờ có Facebook anh chị này, nhờ có Facebook mà bây giờ hệ thống của em có 19.400 người trong hệ thống của mình, mang về cho công ty gần 30 triệu đô, đúng không anh chị? Vậy thì các anh chị biết rằng mạng xã hội nó giúp cho con người xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đôi khi là các anh chị biết rằng là nếu như những người bên cạnh chúng ta không hiểu chúng ta, chúng ta đâu có nói chuyện được đâu. Nhưng mà những người trên mạng xã hội để giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, chúng ta tin tưởng họ hơn, chúng ta nhìn được thấy hình ảnh, thấy cuộc sống của họ. Và có rất nhiều người nói rằng mạng xã hội là lừa đảo, mạng xã hội là ảo. Nhưng với Thơ từ 2015 đến giờ Thơ được kiếm tiền ở trên mạng xã hội. Và nhờ mạng xã hội mà Thơ biết được rất nhiều người, gặp được các diễn giả này, làm quen được với các diễn giả này, làm quen được với nhà đầu tư tiềm năng này. Ví dụ như các những chị Bích Hảo chẳng hạn, chị ở trong tận Tây Nguyên cơ. Nhưng mà nhờ một cuộc nói chuyện thôi, chị lại quyết định đi Dubai và chúng ta lại gặp nhau ở ngoài Hà Nội và đi Dubai cùng nhau, đúng không anh chị? Đó, chị Thu bảo khà khà, nhờ có em cùng anh chị em hỗ trợ chị mới có ngày hôm nay. Với Thơ thì Thơ luôn nói với đồng đội của mình rằng là với Thơ ở ngoài đời như thế nào thì trên Facebook cũng như thế. Và những bài học mà Thơ đăng đều là những cái kiến thức của mình đọc, học, hiểu, thực hành. Những cái ảnh mà Thơ cùng đi đâu, đi chơi cùng với đồng đội cũng đều là những nơi mà Thơ đến, nơi mà Thơ gặp, nơi mà Thơ có đối tác. Không thể tự nhiên ngày hôm qua Thơ từ Lạng Sơn đi xuống Bắc Giang ngồi với một tốp người không liên quan gì đến mình. Đó là những cộng sự của Thơ, những đối tác chiến lược của Thơ. Họ đang giúp cho công ty của Thơ phát triển, họ đang giúp cho hệ thống của Thơ phát triển, họ đang giúp cho túi tiền của Thơ tăng lên, thì Thơ gặp gỡ họ thôi. Và Thơ rất chỉ là mong muốn anh chị em, những anh chị em nào mà đang làm việc với UT, hãy mỗi tháng đi 1-2 nơi để mở mang đầu óc, mở mang cái tầm nhìn của chúng ta đến cái môi trường mới, chúng ta thưởng thức cái gọi là đặc sản ở vùng miền đó, để chúng ta có câu chuyện. Việc người thành công không phải lúc nào cũng lôi công việc ra để nói, người thành công là người biết kể câu chuyện, sâu chuỗi các câu chuyện, sâu chuỗi những cái dữ liệu để giúp cho những nhà đầu tư của chúng ta hiểu hơn, họ có tư duy và tầm nhìn hơn, đúng không anh chị? Nhờ Facebook mà Thơ cũng gặp được rất nhiều các cái gọi là tiến sĩ, những chủ doanh nghiệp họ đang đầu tư và làm việc cùng Thơ. Bèo bèo thì họ sở hữu ít nhất 10 triệu cổ phần. Những người đầu tư lớn thì hàng vài chục triệu cổ phần, đúng không? Ra Hà Nội còn được gia đình em công Thơ đón tiếp chu đáo, thân thương nữa chứ. Rất là hy vọng một ngày nào đó lại được đón tiếp các anh chị trong Tây Nguyên ra Hà Nội nha. Tây Nguyên là một trong những cái hệ thống mà rất lớn của Thơ luôn, mang về cho Thơ khoảng 12, 13 triệu đô các anh chị ạ, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta có 10 nhánh ở 10 địa phương như thế thì các anh chị sẽ có thu nhập khủng khiếp như thế nào, đúng không? Người ta sử dụng Facebook để chửi bới, để xem những cái video gọi là nó không lành mạnh hay là chơi game. Nhưng với Thơ sử dụng Facebook để gì kết nối tất cả các cái cộng sự của mình ở trên khắp cả nước. Và hiện tại thì hệ thống của Thơ nó đang có ở tầm 20 quốc gia. Mặc dù là mình chỉ ngồi ở Hà Nội thôi, mình chả cần phải đi sang quốc gia nào. Mỗi lần đi sang nước ngoài là chị có đi du lịch thôi, đúng không anh chị? Thơ rất là mong muốn các anh chị hãy đọc sách thường xuyên, đúng không ạ? Nghe các video của công ty chúng ta để chúng ta có thêm nhiều kiến thức bổ ích, để chúng ta giúp cho cộng đồng mình phát triển. Và khi cộng đồng phát triển, không cần phải là đội nhóm mình phát triển mình mới giúp cộng đồng đâu. Phải giúp cộng đồng, người ta ghi nhận, người ta công nhận, người ta ca ngợi các anh chị thì các anh chị mới phát triển được đội nhóm nha, đúng không ạ? Và hai là khi mà live stream thì các anh chị cần phải chuẩn bị kiến thức, các anh chị phải có chủ đề. Ngày hôm nay mình nói chủ đề gì thì các anh chị cũng cần phải có kiến thức các anh chị nha. Chúc cho chị Hường là live stream càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
năng lượng hơn và tạo ra nhiều cái củ cải hơn, đúng không ạ? Hôm nay thì Thơ chỉ livestream để nhắc nhở những anh chị mà Thơ đã từng giúp cho anh chị có phiếu 1-100. Chưa cần các anh chị phải đầu tư 500.000 đô hay 1.000.000 đô, các anh chị cần đầu tư 200.000 đô giúp Thơ để kích hoạt cái gói thôi, không là bị mất và anh chị mất quyền lợi, đúng không ạ? Và các anh chị có thể sử dụng cái chương trình này đến hết 15 giai đoạn. Nên là có hết cổ phần thì 15 giai đoạn, còn cái giai đoạn thứ 15 kia các anh chị vẫn được sử dụng để mua ưu đãi thì sao? Nên là anh chị hãy mua giúp Thơ nhé. Thơ không muốn để cho Sky Top phải nhắc Thơ đâu, đúng không ạ? Các anh chị có câu hỏi gì không? Có gặp vấn đề gì trong việc là hỗ trợ đội nhóm không? Thì các anh chị có thể comment tương tác để Thơ có thể hỗ trợ các anh chị thêm. Chị Hường livestream gặp ở vấn đề gì? Chưa tự tin. Và cái vụ này nữa, mỗi người chỉ được lập một tài khoản các anh chị nha. Mỗi thông tin cá nhân chỉ được lập một tài khoản. Ví dụ như Thơ có giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, giấy phép lái xe, căn cước công dân thì Thơ cũng chỉ được lập một tài khoản thôi. Vì có rất nhiều anh chị lập tài khoản nào là chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe, thì khi mà công ty phát hiện, công ty sẽ khóa lại tài khoản của các anh chị nha. Tại vì đó là các anh chị đang phạm luật về luật đầu tư. Ở đây công ty chúng ta cho phép chúng ta đầu tư nhưng không cho phép chúng ta được đầu tư quá nhiều ở dưới các tài khoản khác nhau. Ý là một tài khoản các anh chị có thể đầu tư được bao nhiêu cũng được, nhưng không được phép đầu tư lập nhiều tài khoản cá nhân để mình có thể cơ cấu á. Đấy, và những người nào bị khóa thì các anh chị đều được công ty thông báo rồi, đúng không ạ? Hoặc là nếu như các anh chị cố tình phạm luật thì công ty sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản của anh chị và các anh chị mất tài sản nè. Nên là các anh chị phải nhớ nhắc là mỗi người chỉ được phép đầu tư một tài khoản thôi. Nhưng các anh chị, ví dụ như anh chị là bố mẹ lớn tuổi rồi mà họ không muốn đầu tư, các anh chị vẫn có thể là lập chứng minh thư của họ để đầu tư dưới của họ được. Và sau này anh có thể chuyển nhượng, chuyển cổ phần của tài khoản đó sang tài khoản của mình được. Nhưng các anh chị không được sử dụng cái giấy tờ cá nhân của mình để đầu lập tài quá nhiều tài khoản và các anh chị sẽ bị công ty khóa. Và khi khóa thì em sẽ không giúp được các anh chị và không ai giúp được các anh chị đâu. Tại vì các anh chị cố tình phạm luật mà, đúng không ạ? Còn những anh chị nào đã lập tài khoản rồi hoặc ai đó đã từng mượn giấy tờ của anh chị để lập tài khoản thì phải báo với công ty rằng là trước đây tôi có cho mượn chứng minh thư và tôi đã đầu tư, và họ đã đầu tư vào tài khoản này, bây giờ tôi muốn đóng tài khoản này để tôi lấy thông tin cá nhân này để tôi lập tài khoản mới, sau này cổ phần này hãy giúp tôi chuyển về cho nhà đầu tư khác, thì lúc đấy thì hai người phải làm việc với nhau, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta cứ cố tình là công ty sẽ hủy bỏ hợp đồng với chúng ta ấy ạ, ngay cả cái quy định cơ bản của công ty mà các anh chị không làm đúng thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn các anh chị, và anh chị không có được đầu tư được đâu các anh chị nha. Đấy, nên là Thơ mong muốn là các anh chị trong đội nhóm của Thơ là đừng cố tình làm sai, đúng không ạ? Chúng ta cố tình làm sai thì chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy ạ. Bây giờ vẫn có 61 anh chị em mà không ai hỏi gì, chỉ có comment lúc nào cũng chiều chị Thơ với chị Thơ xinh đẹp thế này ạ. Còn ai chưa hiểu ở chỗ này thì em có thể là nói rõ hơn ạ. Và tài sản của chúng ta khi mà chúng ta đầu tư rồi, chúng ta có thể mượn giấy tờ của người khác để chúng ta đầu tư, miễn làm sao chúng ta quản lý, miễn làm sao chúng ta nói cho họ biết trước, không đến lúc họ lại nghĩ là mình mượn giấy tờ để lừa đảo cái gì thì chết, đúng không? Tháng 4 đi Dubai thì đi bao lâu? Nó có tour mà chị, mình sẽ làm tour là đi 4 ngày 5 đêm hoặc là 6 ngày 5 đêm. Và phí thì thời điểm đó thì em sẽ báo. Vì như bây giờ thì để cho mọi người đi về đi thì em sẽ làm tour. Em sẽ xem là thời điểm đấy thì mình phải làm trước 1 tháng rưỡi chị nhá. Thì phí nó sẽ rẻ hơn là mình gần đi mình mới làm. Và làm đi Dubai thì chúng ta cũng làm tối thiểu trước nửa tháng. Đấy, làm sát ngày thì chúng ta sẽ mua vé đắt hơn. Vì như hôm vừa rồi em thấy mọi người làm là 36 triệu, nhưng em làm thì sao không đến như thế đâu, ít hơn nghìn đô thôi, hai mấy triệu thôi. Hôm rồi mọi người đi là mọi người không book tour mà mọi người là mua theo thời điểm nên giá sẽ bị tăng,
Còn em là em sẽ book tour, chọn tour và họ phải bảo lãnh như chúng ta, họ phải đặt tour chúng ta, họ phải làm hết từ A đến Z chúng ta. Và chúng ta sẽ chọn những địa điểm đi, với những các anh chị hãy xem tham khảo xem là nơi địa điểm nào đẹp thì chúng ta sẽ đăng ký trong danh mục để chúng ta đi dù chơi, đi chơi. Đúng không ạ? Có cái nguyên tắc gì nữa nhỉ? Có những cái gì nhỉ? À, và thơ xin chúc mừng tất cả các anh chị em nào mà đã sở hữu cổ phần trước. Tại vì nếu như mà sở hữu cổ phần trước thì chúng ta sẽ có nhiều tin vui và chúng ta sẽ hiểu về công ty hơn. Khi đã hiểu về công ty thì chúng ta sẽ biết được chúng ta cần phải làm như thế nào, chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần nữa. Và chúc mừng cho công ty chúng ta đã có rất nhiều tin vui trong đợt vừa rồi, đúng không? Ăn Tết nhưng mà có rất nhiều tin vui. Chúng ta ăn Tết ở Việt Nam nhưng mà ở nước ngoài họ vẫn làm việc cho chúng ta. Và chúng ta đăng ký hợp đồng để xây dựng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đó. Và thơ hy vọng là những anh chị nào đã hiểu về giá trị cổ phần doanh nghiệp rồi thì đừng đầu tư vào thứ khác nữa. Hãy tập trung vào cổ phần doanh nghiệp của mình để sở hữu thật nhiều tài sản. Vì khi các anh chị có nhiều tiền rồi, các anh chị muốn bày, muốn vẽ cái gì cũng được. Còn bây giờ chưa có nhiều tiền, chưa đủ năng lực quản lý, chưa hiểu hết về giá trị của doanh nghiệp thì tốt nhất đừng đầu tư cái gì khác ngoài UST của mình, đúng không ạ? Mục tiêu của Thơ là 100 triệu. Bao nhiêu anh chị em muốn có 100 triệu cổ phần giống như em Thơ? Bao nhiêu anh chị muốn có 100 triệu cổ phần? Comment số 100. Em sợ đang giàu, em đang giàu mỗi ngày. Mỗi ngày cổ phần của em lại đắt hơn, đúng không ạ? Trước đây em đầu tư 1.000 đô, em được 95.000 cổ phần. Bây giờ đầu tư 1.000 đô, chị được có 25.000 cổ phần thôi mà, đúng không? Còn ngày xưa em mua gói U100, gói 50.000 đô thì tính ra 1.000 đô em được hưởng 150, hưởng 1.000 đô được 155.000 cổ phần. Đó, vậy thì những anh chị nào mà bây giờ đang đầu tư cái gói mà bao nhiêu, 1 trên 100 thì chỉ là 1 trên 100.000 thôi, đúng không? Sky Hòa, Sky Hòa 50 triệu bao gồm cả mua mang về. Là sao ta? Hiên Hiên là 56 triệu cổ phần chứ. Chị vừa viết thêm con số 0 à? Tức là mục tiêu của chị là 10 triệu cổ phần, nhưng bây giờ chị thêm số 0 là 100 triệu đúng không? Chúc mừng chị, chúc mừng những người có những cái suy nghĩ gọi là tích cực. Để đầu tư 100 triệu, nếu như anh chị có phí 100 thì các anh chị hết có 1 triệu đô thôi. Nhưng nếu như mà anh chị biết biết làm sao cơ cấu hệ thống thì các anh chị chỉ hết tầm 700.000 đô thôi. Đúng không ạ? Nếu như các anh chị hiểu nhiều thì tầm hết 700.000 đô là các anh chị được 1 triệu cổ phần rồi. Đúng không? Thế thì em sẽ... Mục tiêu của em là không những là sở hữu 100 triệu cổ phần thêm mà mục tiêu của em còn hai vợ chồng nhà em đúc tượng cơ. Thế là bây giờ các anh chị giúp em đi, làm nào giúp em đúc tượng được đi. Bao nhiêu? Nhưng mà để mà đúc tượng là các anh chị phải có 1 triệu đô nhé, 1 triệu đô mới được đúc tượng. Bây giờ em thấy là ở Việt Nam mình có mấy người đã đúc tượng gần xong rồi, em rất chỉ là sốt ruột, em rất chỉ là muốn mình cũng được đúc tượng nhanh. Từ giờ lúc kết thúc cổ phần doanh nghiệp là anh Nguyễn, mục tiêu Thơ là 200 triệu cổ phần mà em đã có một nhà, em đã có hơn 100 triệu rồi. Ý là từ giờ đến kết thúc giai đoạn là em 50 triệu và chồng em 50 triệu nữa là 100 triệu. Hiểu không? Bây giờ là một mình em đã có 50 mấy triệu rồi. Mấy 50 mấy triệu đã trả xong rồi. Nhà em có hơn 100 triệu rồi. Bây giờ mục tiêu thêm 100 triệu nữa. Em chào chị Yến. Anh là ai nhỉ? Nguyễn Anh là ai nhỉ? Chị em tí này em sẽ xem tên mặt sau. Bây giờ em chưa nhớ ai. Hiên Hiên 56 triệu cổ phần. Thực ra các anh chị biết như này này, tại sao mà nhà đầu tư của Thơ chuẩn bị có một người đầu tư 100.000 đô nữa các anh chị nha. Ngày 20 sẽ đầu tư 100.000 đô. Các anh chị biết rằng là thực ra là Thơ đang chờ một cái ưu đãi nữa là Thơ sẽ đầu tư. Và Thơ nhất định sẽ đầu tư đơn giản thôi. Bây giờ mình đã làm ra được 100 triệu cổ phần thì để có 100 triệu nữa thì quá bình thường, đúng không anh chị? Ngày xưa hai bàn tay trắng còn có được 100 triệu cổ phần cơ mà. Phúc hậu thế đúc tượng thì hao nhiên liệu đấy. Không. Đúc tượng là đúc tượng thì tốn nhưng mà chủ tịch chỉ làm nhỏ nhỏ thôi.
Em đâu có to bằng mẹ của chủ tịch đâu, em đâu có to bằng chủ tịch đâu, đúng không? Ông chủ tịch vừa to vừa cao mà em thấp thôi, em thế em ngồi thôi nhé, em chỉ đúc ngang người thôi nhé. Em xin nói cho mọi người biết tại sao nên sử cổ phần. Tại sao nên sử cổ phần à? Tại vì cổ phần doanh nghiệp nó là tài sản các anh chị ạ. Cổ phần doanh nghiệp nó cũng giống như bất động sản này, cũng giống như nhà này, cũng giống như xe của các anh chị thôi, đúng không? Nếu như các anh chị mua một căn nhà mà chỉ để ở thôi thì đó là tiêu sản. Nếu như anh chị sở hữu một cái xe mà chỉ từ nhà đến cơ quan thôi, đó là tiêu sản. Nếu như các anh chị sở hữu bất động sản mà nó gọi là gì, không tạo ra dòng tiền được của anh chị để chết một chỗ thôi. Có rất nhiều người mua một mảnh đất nhá, là khi mà nó lên sóng, tức là ào 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 đi mua, thế là mảnh đất nó tăng giá rất chỉ là cao và mình mượn tiền ngân hàng về để mình mua. Thế là hàng tháng đất thì không tăng, đất thì nằm in một chỗ, nhưng mà ngân tiền ngân hàng mình vẫn về giá, đúng không ạ? Thì đó là tiêu sản, móc tiền trong túi của chúng ta ra. Còn cổ phần doanh nghiệp, anh chị đầu tư vào doanh nghiệp này, mặc dù là doanh nghiệp này đang khởi nghiệp nhưng nó vẫn đang phát triển, nó đang gì ạ? Gọi là sao, đang tạo ra cái gọi là của cải và dòng tiền cho các anh chị, thì đó là tài sản. Và trong cái tài khoản của chúng ta, nó ở cái phần ngoài, chưa cần đăng nhập ở tài khoản đâu, nó ở mục đầu tư ở phần cuối có một cái câu hỏi rằng liệu tôi có thể chuyển nhượng hay thừa kế cái cổ phần doanh nghiệp này dành cho con cái của tôi không, thì công ty đã trả lời có. Cổ phần doanh nghiệp nó cũng giống như bất động sản, xe, nhà hay vàng bạc của anh chị, đúng không? Anh chị có thể cho biếu tặng, chuyển nhượng đều được hết, đúng không? Thế thì nếu như sở hữu cổ phần doanh nghiệp thì người ta gọi đây là gì? Sau này có cả lãi vốn từ cái việc mình đầu tư này, rồi là lợi tức của chúng ta này, đúng không? Doanh nghiệp của chúng ta phát triển thì chắc chắn cổ tức của chúng ta sẽ tăng lên. Vậy thì đó là kỳ quan thứ 8, người ta gọi là lãi suất kép. Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Vậy thì nếu như anh chị sở hữu cổ phần doanh nghiệp, ví như em trước đây, em 10 năm trước em đầu tư 10.000 đô vào Apple đi, đúng không? Em sở hữu 1 triệu cổ phần của nó đi, thì dù Covid có phát triển mạnh mẽ đến nào thì rất nhiều người vẫn có tiền, người ta mua iPhone mà. Và nếu như chúng ta có 1 triệu cổ phần thì chúng ta vẫn, năm 2 năm ngoái chúng ta vẫn sở hữu được tầm 20 tỷ cổ tức. Thế thì các anh chị, theo anh chị là các anh chị chỉ đầu tư duy nhất một lần thôi, mà các anh chị không phải làm việc, anh chị không phải quản lý, anh không, chị không phải trả tiền cho ai, các anh chị không phải đau đầu đi tìm kiếm đối tác, mà các anh chị có 20 tỷ, các anh chị có vui không? Các anh chị có sướng không? Đúng không? Nên là chả ảnh hưởng gì đến túi tiền của người giàu cả. Và sở hữu cổ phần doanh nghiệp là những con cá mập, là những cái cá mập người ta mới biết thôi. Giống như thế là các chương trình sách tanh của công ty của Việt Nam đó, họ đầu tư vào những dự án khởi nghiệp, họ nắm giữ cổ phần gốc với giá rất chỉ là rẻ, sau đó họ giúp cho cái chủ doanh nghiệp đó có vốn phát triển doanh nghiệp. Tôi có tiền mà ông có gì, ý tưởng, hai bên kết hợp với nhau và được gì, ăn chia đồng đều, đúng không? Thế thì nếu như mà em Thơm mà mua mảnh đất xong đi xây một cái nhà trọ, dãy nhà trọ cho thuê, xong hàng năm tiền thuê thì trả được bao nhiêu, mà tiền thì cứ phải lấy ở trong túi ra để làm gì, bảo dưỡng cái nhà đó thì quá cha, rất chỉ là mệt mỏi. Nhưng mà em thơ đã từng bán nhà, cái gì em đã bán nhà, mua một cái nhà ở dưới Dương Nội đang đóng dỡ gần xong rồi, chấp nhận bán đi, dịch chuyển sang cổ phần. Thế thì khi mà em Thơ đầu tư, nếu như em Thơ cứ giữ cái nhà chung cư đấy, nếu như mà em Thơ giữ thì nó cũng tăng đấy, nhưng mà tăng thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, tại vì mua đấy tầm 1.6 tỷ thôi, thì bây giờ có tăng lên tầm 2 tỷ thôi, sau bao nhiêu năm nó tăng 2 tỷ, nhưng mà ở chung cư sau này nó sẽ xuống giá và mình bán thì nó không được giá, đúng không anh chị? Nhưng mà cũng là 2 tỷ đó, em Thơ đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp, em Thơ lúc đấy sở hữu tầm 2 triệu cổ phần đi, 2 triệu cổ phần mà sau này có cổ tức, ôi dồi ôi, 10 năm sau nó mà giống như Apple, nó chia khoảng hơn 2 đô một cổ phần một năm, xem có mấy triệu đô rồi lo gì, đúng không ạ? Đấy, và sở hữu cổ phần doanh nghiệp thì các anh chị biết rằng chúng ta quan trọng là sở hữu cổ phần doanh nghiệp của đơn vị nào. Giống như chúng ta sở hữu cổ phần của Apple hay là của thôi chả cần nói đâu xa, Vinamilk của Việt Nam đi. Mỗi năm chúng ta đang chuyển ra nước ngoài vài trăm tỷ để trả cho tỷ phú người Thái Lan, mặc dù là người Việt Nam, con mình uống sữa nhưng mà cổ tức lại chạy ra nước ngoài, chạy máu ngoại tệ, đúng không anh chị?
Thế thì chúng ta đang ở Việt Nam mà chúng ta được sở hữu cổ phần của nước ngoài. Có rất nhiều người hỏi Thơ rằng là thế công ty nó ở nước ngoài, thế hôm nay nó sập thì sao? Thế công ty nó ở nước ngoài, nó không xây dựng ở Việt Nam thì sao? Ở nước ngoài thì nó có luật của nước ngoài, họ quản lý. Cũng giống như bây giờ chúng ta bán hàng trên TikTok ấy, trên Facebook ấy, chúng ta đều phải đóng thuế cho nhà nước, đúng không ạ? Kể cả bây giờ các anh chị không đóng thuế, sau này nó truy thu thì các anh chị vẫn phải đóng thuế bình thường. Đừng có nói là người ta không biết. Hoặc là họ sẽ thu vào tiền hàng của các anh chị, thu vào cái việc là thuế, gọi là đóng thuế doanh nghiệp của các anh chị, đúng không anh chị? Còn liệu là nó không xây dựng ở Việt Nam thì sao? Bây giờ công ty nước ngoài đâu có lý do gì anh phải bắt tôi phải xây dựng Việt Nam nếu như Việt Nam không thích, đúng không? Nhưng nếu như Việt Nam ok, anh cảm thấy là đây là một cái gọi là phương tiện tốt, muốn giúp cho đất nước của chúng ta là giảm bớt những cái như vấn đề về tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, chi phí, đúng không? Rồi là giải phóng mặt bằng. Thế anh muốn đất nước của anh là gì ạ? Về kinh tế phát triển tốt hơn thì anh xây dựng, không xây dựng thì thôi. Ở nước ngoài người ta xây dựng đón nhận thì chúng ta vẫn có cổ tức bình thường, vì chúng ta đang góp vốn vào cổ phần gốc. Và công ty đó xây dựng ở bất kỳ nơi nào, không phụ thuộc ở Việt Nam, chúng ta vẫn có cổ tức bình thường các anh chị nha. Không có liên quan gì đến việc là phải xây dựng ở Việt Nam mới có cổ tức. Còn nếu như xây dựng ở Việt Nam mà ông chủ tịch ông bảo là thế bây giờ tôi xây dựng cái con đường là khoảng 10 km chẳng hạn, hết độ 100 triệu đô chẳng hạn, thế bây giờ là tôi không mượn vốn của cái quỹ nào hết, không mượn vốn của chính phủ, không mượn vốn của doanh nghiệp, không mượn vốn của ngân hàng, mà tôi kêu gọi vốn trong cộng đồng của tôi, thế thì ai là người đầu tư vào dự án mục tiêu đó thì người đó sẽ được hưởng tiền, hưởng cổ tức của dự án đó, chứ không phụ thuộc vào doanh nghiệp đâu, không phụ thuộc vào ngân hàng đâu. Ví dụ như bây giờ Thơ muốn xây dựng một cái nhà, Thơ chả phải đi vay tiền của ngân hàng, làm gì có đủ tiền sẵn vài tỷ để xây dựng đâu, đúng không? Thơ chả phải mượn ngân hàng à, đúng không? Thế xong rồi Thơ cho người khác thuê, thế ngân hàng đến đòi tiền cái người thuê à? Không, đúng không? Nên là anh chị, ví dụ như Việt Nam mình xây dựng Cát Linh Hà Đông này, 13 km, mất 10 năm, mượn đội vốn lên bao nhiêu nghìn tỷ đấy, đúng không anh chị? Xây dựng lúc đấy tính có mấy chục triệu đô, đến lúc nó lên gần 100 triệu đô 1 km đường. Mà bây giờ cứ chạy là lỗ mà vẫn phải chạy, tại vì có 13 km đường mà tới tận 650 người vận hành, đúng không ạ? Thế thì ai là người khổ? Dân là người khổ chứ ai. Nhưng mà nếu như chúng ta đầu tư vào UST, xây dựng 1 km đường của chúng ta, nếu như sau này nhá, mà xây dựng kết hợp là giữa cao tốc này, đô thị này, hàng hóa trên một đường ray, trên một tuyến đường, nó tính chỉ có 4 triệu đô thôi. Thế vừa tiết kiệm được chi phí, dễ hơn gấp bao nhiêu lần so với xây dựng truyền thống thông thường. Chúng ta là người dân, chúng ta phải đủ thông minh thì chúng ta mới giúp cho đất nước được. Tại vì thực ra là chính phủ chỉ là người làm thuê nhân dân thôi mà, giúp nhân dân quản lý thôi mà, đúng không? Cho nó có quy củ thôi mà, đúng không? Còn tất cả luật nó đến từ nhân dân, luật nó đến từ những cái ông doanh nghiệp giàu. Vậy nên nếu như sau này chúng ta giàu, chúng ta sẽ có tiếng nói, đúng không? Nếu như chúng ta nghèo, chúng ta đâu có lên tiếng được. Nghèo lúc nào cũng sai, nên là phải giàu, thở nhẹ cũng thành thơ. Nên là Thơ rất là mong muốn các anh chị hãy sở hữu thật nhiều cổ phần lên. Có rất nhiều anh em là sở hữu này, cổ phần UST tí này, Solar tí này, Water tí này. Nhưng mà thực ra là anh chị biết là Solar nó là mảng gì, Water nó là mảng gì, nó chỉ là những cái gọi là doanh nghiệp nhỏ thôi. Nó không thể như UST được. Hệ sinh thái của UST nó tới 150 công ty cơ, 150 lĩnh vực dự án khác nhau cơ. Nên là các anh chị đừng có lo là gì, sở hữu thật nhiều. Giống như ông Warren Buffett ấy, tại sao ông chỉ tập trung vào phát triển Berkshire thôi, và ông ấy nắm giữ cổ phần của các công ty khởi nghiệp, ông ấy không tập trung vào sản xuất may mặc nữa, mà ông tập trung vào nắm giữ cổ phần doanh nghiệp và đầu tư vào các cổ phần doanh nghiệp. Và khi sau này các anh chị có dòng cổ tức lớn, các anh chị đầu tư cái gì cũng được, các anh chị có mua chục hecta đất cũng được, chả ai cấm. Nhưng mà nếu như các anh chị bây giờ các anh chị chia năm xẻ bảy dòng vốn của anh chị chẳng sở hữu được bao nhiêu cả, đúng không? Em ngồi nói chuyện có to không anh? Thế mà có 70 người xem, có to không? Ồn nữa. Cát Linh mình dòng cuốn thiên đường xã hội chủ nghĩa. Các anh chị biết không, ở bên nước ngoài họ bảo rằng cái con đường Cát Linh của chúng ta là cái gì? Bảo tàng thất bại. Anh chị hiểu không ạ? Họ chê cái Cát Linh là bảo tàng thất bại. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta không đi, chúng ta sẽ không cần phải đóng góp. Nhưng mà nó phải thuê thu thuế ở tất cả
cả những cái thứ mà chúng ta có thể thu, ví dụ như là thu thuế siêu thị này, thuế siêu thị cao thì tất nhiên là các mặt hàng giá cả nó phải tăng, đúng không? Thu thuế trường học này, đúng không ạ? Sao lại Trần Hồng vào đây tẩy não đi chị ơi? Kệ chứ, ai đầu tư thì đầu tư, không đầu tư thì thôi, tại vì tiền là của họ, đúng không ạ? Cơ hội là của họ, tiền của trong túi của họ, chúng ta không thể móc ra bắt họ phải giàu. Có những người người ta không tin đâu các anh chị ạ. Thực sự là có những người người ta không tin, ngày xưa thơ chia sẻ người ta không tin đâu. Họ cười vào mặt mình. Nhưng bây giờ sau 5 năm thơ cứng hín ở đây rồi thì họ phải ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ vì sự kiên trì của mình, mình đang đi đúng đường. Và bây giờ những người hiểu biết, người ta đều đón nhận, đúng không? Cát Linh là tình hữu nghị Việt Trung, vì hữu nghị Việt Trung nên là nó mới giết mình đấy. Cái gì? Nha Trang, Đà Nẵng, đúng không? Phú Quốc đều là của người Trung Quốc rồi các anh chị ạ. Dần dần mất nước như chơi nếu như chúng ta vô tâm với đất nước của mình, đúng không ạ? Nên là không biết hữu nghị kiểu gì mà họ cũng muốn nuốt chửng người Việt Nam rồi à, đúng không? Đấy, thế nên là khi mà thơ đầu tư ở nước ngoài, có rất nhiều người đầu tư ở nước ngoài, không may xảy ra chiến tranh thì sao? Bây giờ chiến tranh thì tôi đâu phải ôm két sắt tiền đi đâu, tôi cứ cầm cái điện thoại có tài khoản là được rồi, đúng không ạ? À, thơ cũng thấy ở trong cộng đồng của mình ý, thực ra là mình rất chỉ là mong muốn anh em họ hàng bạn bè của mình sở hữu cổ phần doanh nghiệp, nhưng đôi khi mình không hiểu cổ phần doanh nghiệp là gì, không hiểu cổ phiếu là gì, không hiểu cổ tức là gì, không hiểu cổ đông là gì. Nếu như các anh chị không hiểu, các anh chị hãy lên trên Google để các anh chị search, đúng không ạ, search cổ phần cổ phiếu là gì, đúng không, để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta có thể nắm giữ, để chúng ta không bị mất cơ hội. Và nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần, anh chị biết rằng cái độ bền của đường ray của chúng ta nó có thể tồn tại hơn 100 năm, 200 năm. Và các anh chị thấy những cái con đường tàu từ thế kỷ thứ 15, 16, 17, từ cái thời mà chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ chẳng hạn, những cái đường ray đó họ vẫn còn. Nhưng mà nếu như cháu chắt của họ mà vẫn còn sống, đường tàu của chúng ta vẫn vận hành thì họ vẫn có cổ tức bình thường, đúng không anh chị? Và khi mà thơ sang bên tập đoàn thì thơ có hỏi có cái chú Dương mà xưa mà dẫn đoàn như thơ ấy, thì chú gọi là cái vật liệu mà ông chủ tịch UNESCO chúng ta lựa chọn để sản xuất ra các cái phương tiện của chúng ta, độ bền của nó còn cứng hơn cả máy bay cơ. Máy bay ở trên bầu trời các anh chị biết là rất nhiều những cái vật cản này, rồi là những gọi là những gì như thế, là không may mà bị bão chẳng hạn hay là như thế nào đấy, nó phải làm sao giữ được độ thăng bằng chứ, đúng không anh chị? Nó phải có những cái va chạm chẳng hạn, nó phải vật cái nguyên vật liệu của nó phải như thế nào, như độ cứng của nó như thế nào, độ bền của nó làm sao, chứ không bao giờ mà thủng máy bay à, đúng không? Thế thì cái phương tiện của chúng ta nó đấy, cái phương tiện của chúng ta ngày xưa nó không được đẹp như bây giờ đâu. Bây giờ là ông chủ tịch nói rằng là những cái kỹ sư người ta thiết kế phải làm sao mà mỏng gọn nhẹ nhất có thể và độ bền cao nhất có thể để có thể bảo vệ cái người mà khi mà ngồi trong cái phương tiện đó. Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. Rủi ro đến từ việc thiếu kiến thức, không chịu học. Nhiều người đầu tư bằng niềm tin và cứ nghĩ là tôi tin bạn, tôi đầu tư rồi tôi không cần học. Đó là sai lầm. Và những người mất tiền là đều đến từ niềm tin đấy các anh chị. Không phải việc rủi ro đến từ thị trường mà rủi ro đến từ chính mình, đúng không ạ? Phạm Như Vương nói rằng là lên chat AI hỏi AI hỏi thôi chị. Đấy, bây giờ hỏi chat GPT cái gì nó không biết, đúng không ạ? Hỏi xem tập đoàn này có phát triển hay không, tập đoàn này đang ở đâu, tập đoàn này đang xây dựng như thế nào, tập đoàn này vận hành ra làm sao. Đấy, có rủi ro hay không thì chat AI nó sẽ trả lời. Tại vì nó thực ra nó cũng chỉ là dựa vào những cái người mà những cái gọi là câu nói, những cái dữ liệu mà nó có sẵn thôi, đúng không ạ? Nó tìm cho mình. Nên là các anh chị cũng em thơ được cái gì không biết cứ lên Google hỏi, đúng không ạ? Không hỏi được Google mà hỏi nó không ra thì hỏi những cái người đi trước, đúng không? Còn không là chúng ta sang bên tập đoàn, em nghĩ là các anh chị đừng có tiết kiệm rồi là chị có đầu tư không, mà đôi khi chúng ta phải đi ra ngoài xã hội để chúng ta trải nghiệm các anh chị ạ. Em thơ không phải là tự nhiên em thơ có ngày hôm nay, mà em thơ 2018 khi bắt đầu mà đầu tư với UST ấy,
làm thơ về sang tập đoàn, gặp chủ tịch này, gặp ban lãnh đạo quỹ này, mình chứng kiến tận mắt những cái phương tiện của mình, rồi là cái tiền của mình đầu tư có đúng nơi đúng chỗ không, chứ đây mình đầu tư mà cái thằng khác nó cứ chê ngay về đêm cũng suy nghĩ lắm chứ, đúng không? Thế nên là các anh chị cũng nên đi, thôi đi Belarus không đi được thì đi sang bên Dubai, để chúng ta biết xem là cái phương tiện chúng ta đang, tại sao lại được một cái đất nước, một cái cường quốc người ta giàu như thế mà người ta lựa chọn, đúng không anh chị? Tại sao một cái quốc vương Dubai người ta vực cái đất nước của họ từ những cái đất nước gọi là sa mạc và kinh doanh dầu thô, đến bây giờ họ đã phát triển về du lịch, phát triển về xây dựng hay là phát triển về công nghệ, họ luôn đi đầu, đúng không anh chị? Thì chúng ta nên đi, đi một người đàng học một sàng khôn, và đi học không bao giờ thừa các anh chị ạ, học nữa học mãi, tại vì chúng ta phải biết thì chúng ta mới nói con cái này, con bố mẹ ơi, thế Dubai nó nằm ở đâu, châu nào chả biết, nhiệt độ Dubai chả biết, cách phong cách của nó cũng chả biết, văn hóa nó cũng chả biết, cái gì cũng không biết, làm sao dạy được con mình, đúng không? Anh chào em gái từ Malaysia, năm mới chúc em và gia đình xuân mới an khang thịnh vượng. Em cảm ơn anh. Em cũng chúc cho anh cùng với tất cả các anh chị em đang theo dõi live stream năm mới mạnh khỏe, bình an, vui vẻ và sở hữu thật nhiều tài sản để hạnh phúc của chúng ta viên mãn, đúng không? Nhiều anh chị là có tiền nhưng không có hạnh phúc, có hạnh phúc nhưng không có tiền, nhưng đến với UST chúng ta sẽ biết yêu thương hơn, giúp đỡ nhau hơn, đúng không? Để chúng ta cùng nhau có tiền. Với em nói chuyện bao lâu rồi anh nhỏ? Em nói chuyện các anh chị ngồi lâu chưa? Các anh chị có mỏi không? À, bây giờ thì em nói chuyện từ 2 giờ. Bây giờ là 15 giờ rồi. Những anh chị nào mà xác định đi Dubai thì inbox cho em. Còn những anh nào, chị nào mà chưa tin tưởng ấy, thì kết bạn với những người đi Dubai, những người mà đã có những cái chuyến trải nghiệm rồi, hãy theo dõi họ. Tại vì những người đi về rồi họ sẽ làm việc nhất rất nhiệt tình, đúng không ạ? Như vậy mới biết Sayway UST đẳng cấp chị nhỉ? Đúng rồi. Thơ đã làm kinh doanh trong lĩnh vực hệ thống này là 10 năm rồi các anh chị ạ. Thơ đã chứng kiến hàng trăm người bạn của mình, hàng gọi là hàng trăm công ty, hàng trăm dự án ra đời đều chết sặc tít. Từ cái việc là chúng ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân, rồi có rất nhiều người nói rằng là gì ạ? Anh chỉ cần vào vài ba tháng để kiếm tiền thôi. Thế ai cũng nghĩ giống như anh thì công ty chả chết toi đi à? Đúng không ạ? Nên là chúng ta phải biết rằng là đầu tư phải hợp tác này. Người đứng đầu là ai? Sản phẩm là gì? Xu hướng của xã hội như thế nào? Pháp lý ra làm sao? Đó. Thì chúng ta mới yên tâm. Tại vì thơ không đầu tư vào những cái gì mà nó không thiết thực. Ví dụ như đầu tư vào sản phẩm thì thơ cũng phải muốn biết là cái sản phẩm đó nó có mang giúp lại cho những cái trẻ em này hay người già không? Chứ kinh doanh một cái sản phẩm mà chỉ chăm sóc một gọi là một phần, một lượng khách hàng nào đó ở cộng đồng thì nó không thể phát triển được các anh chị. Mà chúng ta phải nghĩ đến gì ạ? Nghĩ đến là trẻ em, con của chúng ta nó cũng phải sử dụng cái sản phẩm tốt, thế con mình có sử dụng được không? Đúng không? Rồi là bố mẹ mình có sử dụng được không? Tại vì nhu cầu của xã hội, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ là ai cũng có nhu cầu. Vậy thì chúng ta phải kinh doanh sản phẩm gì nó rất là tất yếu, đúng thì chúng ta mới kinh doanh. Rồi đến khi mà thơ kinh doanh, thơ đầu tư vào, ví như thơ khi mà thơ đi học về bảo hiểm xã hội đấy, người ta chỉ có một nhóm người có thể có tiền để đầu tư vào bảo hiểm xã hội thôi, thì thơ cũng không làm. Tại vì riêng cái việc mà mời chào định bợ khách hàng, lúc nào mới chạy theo khách hàng là thơ không thích, mà thơ phải muốn làm sao để tất cả mọi người đều có quyền lợi ngang nhau. Và đến khi mà thơ đầu tư vào lĩnh vực crypto cũng thế, thì thơ thấy chỉ có người nhanh nhẹn giỏi thì mới hiểu biết thì mới kiếm được tiền, còn những người mà người ta tin tưởng thì người ta mất tiền, thơ cũng thích. Và đó là lý do tại sao mà khi mà thơ đến với UST, thơ thấy cái cơ hội này không những tốt, không những có thể giúp được người nghèo cũng sở hữu được cổ phần, cũng là sở hữu cổ phần là sở hữu tài sản rồi. Mà ở ngoài kia không phải ai cũng sở hữu được tài sản, cũng giống như chúng ta đi làm thuê, chúng ta đâu sở hữu cái gì của công ty đâu. Chúng ta chỉ có ráo mồ hôi là chúng ta hết tiền. Thơ cũng không muốn đi làm công nhân nữa. Đúng không? Thích nhất câu nói của em là đến với cộng đồng UT để yêu thương nhau, hạnh phúc hơn và cùng nhau có tiền. Đúng rồi. Thơ cũng thấy là khi mà thơ làm việc với UT đấy, chỉ có mỗi bạn Triệu Tâm này, bạn Việt Khoa này, anh Hùng này, bạn Tuấn, anh Hùng này, bạn Tuấn thôi. Có 5-6 người, thơ gặp có 5-6 người lèo tèo, thơ thấy sao mà chán thế. Thế nhưng mà khi mà thơ xác định đây là sự nghiệp của mình, thì thơ luôn luôn làm việc hết mình với công ty.
Thơ năm nào Thơ được đi Belarus là Thơ đều bỏ tiền là Thơ đi. Mỗi năm Thơ và anh Công đều đi Belarus và đều đi Dubai các anh chị nhá. Từ khi làm đến bây giờ là năm nào cũng đi. Đấy. Và chỉ có 2 năm là 2020-21 bị dịch là không đi thì thôi. Đấy, xưa năm ngoái 22 thì vẫn đi đúng không? Đi 1 tháng luôn, thiếu 2 ngày đây 1 tháng. Đó, năm nay thì Dubai thì tháng 4 Thơ sẽ đi. Và cuối năm tháng 8 Thơ lại, nếu như Belarus tổ chức thì vẫn đi Belarus vì năm nào Belarus cũng đi mà. Đúng không ạ? Và nếu như các anh chị đi Belarus thì các anh chị sẽ rất chi là hạnh phúc. Vì các anh chị sẽ được ở trong cái gọi là cái khu nghỉ dưỡng của chúng ta, mà khu nghỉ dưỡng đấy của chúng ta là đã tạo ra tiền cho chúng ta rồi, đã tạo ra dòng tiền chúng ta, vì khách đến câu cá, khách đến nghỉ dưỡng là đều phải trả tiền, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó là ở bên Dubai, ở Belarus sẽ có đường ray sẽ đón khách từ ngoài cổng vào trong hệ sinh thái của chúng ta, đó cũng là có tiền chúng ta rồi. Rồi trong công viên của chúng ta có nhà máy sản xuất mùn sinh học của công ty chúng ta đang xây dựng cái nhà máy rất lớn gấp 10 lần, đó cũng là tiền của chúng ta rồi, đúng không ạ? Rồi các đường ray của chúng ta, mỗi đường ray của chúng ta đến đó, chúng ta đến đó đi trên đường ray đó chúng ta phải mua vé, cũng là tiền rồi, đúng không anh chị? Và những ngôi nhà sinh thái của chúng ta được xây dựng ngoài không gian vũ trụ hay xây dựng ở các quốc gia khác thì đang xây dựng ở thành phố Minsk, Belarus là 60 căn nhà đó. Thế thì các anh chị biết rằng là nếu như các anh chị đi rồi, niềm tin của các anh chị sẽ, các anh chị chỉ xúc động mà khóc thôi. Tại vì tại sao với cái số tiền rất nhỏ của anh chị mà ông chủ tịch làm ra được nhiều việc như thế, đúng không ạ? Và các anh chị hãy nghiên cứu ông trí tuệ của ông chủ tịch đi. Bạn của ông chủ tịch chỉ góp vốn có 5 triệu đô thôi mà đòi bao nhiêu ạ? 49% cổ phần của cái quỹ mà ông ấy huy động vốn đó. Nên là các anh chị biết rằng để đến ngày hôm nay Thơ đã kêu gọi vốn, Thơ và anh Công đã huy động vốn cho công ty đến bây giờ là gần 70 triệu đô. Nó không phải ít tiền nữa rồi, đúng không anh chị? Và công ty cũng rất chỉ là nghĩ đến quyền lợi của các nhà đầu tư các anh chị nha. Nghĩ đến gọi là đến cái cảm nhận, cái cảm xúc của những nhà đầu tư đã cống hiến. Giống như Thơ khi mà Thơ sang đó, họ biết mình cưới, họ tổ chức tiệc cưới cho mình theo cái phong tục của nước của họ, đúng không? Họ cứ nhiếp ảnh ra để chụp ảnh cho chúng ta, họ trân trọng chúng ta, họ tôn vinh chúng ta, họ ca ngợi chúng ta. Và Thơ còn được cô Isa đấy làm cái móc khóa tình yêu để tặng cho Thơ, mang từ bên Belarus về đây để tặng cho Thơ đấy. Họ rất là trân trọng các nhà đầu tư và họ sang đây thăm chúng ta, họ đi chơi cùng với chúng ta đó. Thế nên là các anh chị, Thơ muốn các anh chị là cống hiến cho cộng đồng, có giá trị với cộng đồng, được cộng đồng ghi nhận, được cộng đồng tôn vinh, đúng không ạ? Và các anh chị có chỗ đứng ở ngoài xã hội, sau này kiểu gì mà xã hội sẽ phải ca ngợi các anh chị, đúng không? Giống như bạn Triệu Tâm sau này IPO ấy, mỗi người bỏ ra 1 đô đúc tượng vàng cho bạn Tâm luôn, đúng không? Đó, nên là Thơ rất là mong muốn tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau, cùng hợp tác với nhau, cùng đoàn kết với nhau để giúp cho công ty chúng ta phát triển, giúp cho hệ thống chúng ta phát triển, giúp cho cộng đồng chúng ta gọi là mạnh mẽ hơn, đúng không? Để lan tỏa được cái tình yêu với công nghệ, tình yêu với chủ tịch, tình yêu với anh chị em họ hàng, giúp đỡ nhau thay đổi cuộc sống, đúng không? Và bây giờ thì Thơ xin kết thúc live stream ở đây để cho các anh chị em đi làm việc chứ, ngồi một tiếng với nhau rồi mà. Đó, bây giờ thì Thơ xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi live stream của Thơ. Và đang có chương trình ghi danh thì chúng ta cùng nhau là chạy đua nhé, đúng không ạ? Và chạy đua đi, xong hôm sau live stream xem là sau 10 ngày xem ai là người có thành tích nhất thì Thơ sẽ có quà tặng cho các anh chị nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị vào những live stream sau. Bye bye. Chúc buổi chiều tất cả anh chị em vui vẻ và hạnh phúc.